Rồi, ok anh em. Ngày mới nha. Khẩu hình hôm nay cho em là Vinh Vinh 110 nha. Không cộng. Thì khẩu hình nhẹ để anh em đi làm thôi chứ không có gì lớn lao nha. Rồi thì em nói là Vinh Vinh 110 54 sụp bắp mà. Dạo à. Ok anh em. Vinh Vinh 110 không cộng nha. 54 bình 150. Thì cái bài này để làm nhẹ để cho anh em đi làm, đi chơi thôi nha, không có gì mà ghê gớm hết á. Vô thì ù móc theo bài. Rồi. Xe lốc máy đồ thì cũ theo năm tháng nha. Rồi thì đã cho em một tour Rodai rồi, bây giờ gấp tiếp theo là kiểm chứng xăng cộ, em nói một cái để giao xe về cho anh em nha. Với cấu hình Vinh 110 chạy 54 bình thường nha. Vinh Vinh 110 không cộng 54 nha. Bình mới được anh em gọi là 150. Rồi bình xe ga này chỉ có 22 nha. Rồi thì nhẹ nhàng và linh hoạt cho anh em đi làm rồi nha. Vài ống ga nhẹ và một vài ống ga đỉnh điểm quá mượt mà cho anh em rồi, đi làm đi chơi
thoải mái nha, nhẹ nhàng. Với cấu hình trên 110 54 bình 150 chế ga 22 nha. Bộ bộ móc theo bài vẫn rất là linh hoạt cho anh em từng ống ga. Rồi, nhiễu nhão từng tiếng một quá phê. Rồi, ok anh em. Thì đơn giản thôi, tới những góc canh xăng xong thì cục máy đã chỉnh chu cho anh em rồi, chỉ giờ bắt đồ vào để giao xe về cho anh em nha. Rồi, cục máy nhẹ nhàng cho anh em. Thì tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Chúc tất cả anh em gần xa, tất cả anh em mọi miền Tổ quốc, tất cả anh em mọi ngành nghề khác nhau và tất cả của gia đình của anh em nữa thật nhiều sức khỏe nha. Và sau đó tất cả anh em chúng ta và gia đình chúng ta sẽ sống mãi ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này với bốn chữ thành công hạnh phúc nha anh em. Rồi, Tuấn xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha. Rồi, đẹp trai.